Wow, rất tuyệt vời. Thật thoải mái. Điều đầu tiên phải nói là cái khoảng trống ở đây rất là rộng. Và ngồi cái độ ngả lưng rất là sâu. Đó, nó tự làm hết. Ok. Rồi. Và đặc biệt là bên này nó có một cái màn hình giống như tấp lấp, một cái điều khiển vậy đây. Đó. Này mình có thể là điều khiển được tất cả những cái tính năng trong xe bằng qua cái màn hình này, nó là cũng kết nối với Samsung, nó chất đặt của Samsung nè. Thì mình có thể dùng để điều khiển tất cả những option mà trong qua một cái màn hình như này thôi. Rất là tiện dụng. Chị Lan rất là thú vị, rất là vui khi hôm nay lấy một chiếc Mercedes biển số 99099 thứ quý 9 đó, đi rước một em BMW Serie 7 cũng là đầu số 999, còn cái hai số sau thì ít ít mọi người sẽ biết sau khi xem clip nha. Và bây giờ hãy cùng theo Trần Kỳ Lăng bắt đầu xuất phát. Vâng, và như vậy là Kỳ Lăng đã đến showroom của BMW và tiến hành nhận chiếc BMW Serie 730 này. Serie 7, một chiếc mà em gọi là cái màu trắng, kết hợp với nội thất bên trong tuyệt vời và những option phải nói là tuyệt vời trên tuyệt vời. Và bây giờ em cho camera lại xung quanh nội thất, tấp lô ốp gỗ, băng gỗ này, ốp băng gỗ rất đẹp, từ cần số tới vô lăng, tới màn hình LCD. Nói chung là bước vào mình đã ngồi lên, mình cảm thấy một không khí, một không gian của cái xe rất là rộng rãi và thoải mái. Và đặc biệt mình đã từng ngồi cũng tương đối nhiều dòng xe rồi, nhưng mà riêng chiếc BMW Serie 7 này khi mà bước vào thì hầu như cái mùi của da mình không nghe luôn. Một chiếc xe mới hoàn toàn, chưa bóc tem, chưa lột tem ra, nhưng mà giống như là một chiếc xe nó rất là thân thiện và gần gũi. Bước vào là mình cảm thấy mình thích ngồi liền, mình thích chạy liền, và nó tạo cho một cảm giác rất thoải mái. Cái hộp cốp này, các tay điểm các tay này cũng rất là rộng, cực kỳ rộng luôn. Ở trong này có một cổng sạc nhanh nữa nè. Cái điểm đặc biệt mà hơn những chiếc xe như vừa rồi, chiếc Mercedes em mới lái vừa rồi á, thì cổng sạc nó không có nhiều và cũng không có hỗ trợ sạc nhanh, bắt buộc phải dùng quả tẩu thuốc. Thì ở đây thì nó có hai cái, một cái ở trên đây là lỗ, còn đây là cổng USB nè, đây cổng USB sạc nhanh nè, và có một cái tẩu xe hơi đằng sau lỗ tẩu, và phía trước cũng có một lỗ tẩu xe hơi. Và bây giờ để mà cho nó đẹp thì em sẽ bóc thêm phần ghế của em ra trước ha. Thôi bóc đi, để xíu bóc sau đi. Em đang muốn giới thiệu nhanh với tất cả quý bác những cái option, những cái tính năng của nó trước, còn cái bóc tem thì một xíu mình lái xe ra showroom mình bóc sau cũng được. Rồi bây giờ xíu nữa mình sẽ đi hành trình ở ngoài đường, còn bây giờ thì mình test những cái tính năng của nó. Đối với cửa sổ gió thì có hai cái cần chính chỗ đây thôi, và hai bên phụ cũng như bao nhiêu xe khác. Nhưng mà cái thanh điều chỉnh gió này thì mình cũng phải cuộn bằng tay. Nói chung là em mới trải nghiệm chiếc Mercedes xong thì qua chiếc BMW này thì nó hay cái hướng xử lý nó hoàn toàn khác nhau, mỗi cái mỗi phong cách. Thì cái của Mercedes như em đang đi là GLB thì nó có nấm rất là hay, rất là đẹp. Bên này rất là lịch lãm hơn. Nhưng là mỗi cái có một cái đặc biệt riêng. Bây giờ mình chỉnh thử chỉnh ghế ha. Đây là chỉnh ghế đây rồi. Em phải tìm. Quý bác thông cảm, tại vì chiếc xe này đến ngày hôm nay mọi người là lần đầu tiên ngồi lên. Và mình đang review ở một góc độ là một người dùng hoàn toàn chưa biết và chưa từng ngồi lên chiếc xe này, và chưa từng trải nghiệm chiếc xe này, cũng giống như bao nhiêu vị khách mới đi. Nói chung là bao nhiêu vị khách mà chưa đi lần đầu tiên trải nghiệm đi.
để mình hòa quyện vào nhau được những cái suy nghĩ. Còn những người biết rồi thì thôi, có gì coi thì có gì thông cảm và bỏ qua. Đó là những cái điều em muốn gửi gắm với tất cả những anh chị cô bác nào đang xem video này. Trân trọng cảm ơn. Rồi bây giờ em sẽ mò mọi tính năng như những người và lần đầu tiên bước vào xem coi chiếc BMW Series 7 này mò. Ok thì bây giờ em sẽ tìm chủ cái chính điện đây. Do là em đi một số vòng thì chính điện bên hông ghế là đúng rồi, và hôm vừa rồi thì đi chiếc mệt thì bắt đầu là chỉnh điện bên nó gắn lên cửa luôn, cho nên là hôm nay đi với quen cho nên mình lại lúng túng một tí. Nhưng mà mình nhớ lại ban đầu là những xe mình hay đi trước thì bên ghế ở hông ghế thì đây y chang như vậy luôn. Rồi em lật ghế này ha. Đây là mặt dưới. Ok. Đặc biệt cái điều nãy lẽ ra là em sẽ làm đầu tiên trong clip này, đó là cái cửa hít này rất là phê. Hít rất nhẹ nhàng. Rất là thú vị. Cái chỗ này rất là thú vị luôn. Tự nhiên em vô tình đụng cái tay là nó ra cái này. Cái điều này thường thì một số bác tài, một số bác chủ xe khi mà ngồi lâu thì sẽ gây mỏi hay cái ở bắp ở dưới chân nè. Cái này nó có điểm tựa cho cái chân mà nó có thể thu ra, dài ra, thu hẹp lại. Rất là ok, bạn rút chỉnh điện luôn nha, chứ không phải rút bằng cơ. Vừa rồi chiếc mệt em lấy thì nó chỉnh bằng tự kéo bằng tay. Còn cái này là nó có chỉnh điện mình luôn. Rất là tiện. Đó, thu hẹp lại tùy chân ngắn chân dài nha quý vị. Ok. Rồi bây giờ mình đã trải nghiệm cái ghế đằng sau này. Ngoài bê nguyên chiếc xe về, chị Lan còn thay nguyên cặp bốn toàn bộ cái bộ mâm của bốn chiếc bánh xe này. Phải rất là công phu đó. Xe chưa về mà mua mâm trước luôn. Cái điều này phải nói là mê cực kỳ, mê lắm luôn á, tại vì thấy cặp mâm là đẹp quá. Cho nên là lúc mình chỉ đặt xe chưa có xe thì đã mua cặp mâm này trước rồi. Đến khi xe về rồi thì mới lắp vào. Xe này thật ra là em lấy về từ tháng 3 năm vừa rồi. Và xe này không có ai mua xe như em cả. Thật sự luôn. Không biết là xui hay là do duyên số hay là do đúng ngày không được nhận xe mà đặt mua chuyển tiền đủ luôn. Từ tháng 3 vừa rồi, không biết tới bây giờ là 9-10 tháng rồi. Gần 10 tháng rồi thì mới được nhận xe. Vì ảnh hưởng dịch Covid, xe đặt từ tháng 3, thanh toán tiền mặt tươi từ tháng 3 mà cuối cùng bây giờ mới nhận được xe vì dịch Covid thôi. Là mình rất là nôn nóng, sôi sục chờ đợi ngày được nhận xe. Và cuối cùng thì cũng không làm mình thất vọng khi nhận một chiếc xe quá hoàn hảo và quá đẹp tuyệt vời như thế này. Và biển số cũng cực kỳ. Còn hai con số sau thì mọi người coi clip sau em sẽ bật mí cái biển số sau nha. Còn tạm thời thì mọi người coi 51H9999, hai số sau bí mật. Có thể đăng ký theo dõi Kỳ Lăng để xem biển số xe, hoặc là lên trên Facebook của Kỳ Lăng Luxury. Kỳ Lăng Luxury hoặc là theo cá nhân là Nguyễn Lăng phải ngoặc Kỳ Lăng Luxury, hoặc là coi trên kênh YouTube Kỳ Lăng Luxury, trang fanpage Kỳ Lăng Luxury cũng đều có chi tiết biển số xe 51H9999 51H999XX. Ây da, wow, rất tuyệt vời. Ây da, thật thoải mái. Điều đầu tiên phải nói là cái khoảng trống ở đây rất là rộng, và ngồi cái độ ngã lưng rất là sâu. Khi mà mình chạy xe trên đường vòng nó sẽ không gây cho mình khó chịu, và rất là thoải mái. Và đặc biệt ở hàng ghế sau này có những cái tính năng rất là ok, nhưng mà mình không cần nói nhiều đến, mình chỉ nói sâu về vấn đề đặc biệt của cái ghế này nè. Nó rất là êm, cực kỳ êm luôn. Cực kỳ êm, ngồi lên cực kỳ êm. Cho dù mình nói về vấn đề là dựa độ sâu, độ ngã cao hay là khoảng rộng, cái đó là cái điều cần thiết rồi, nhưng mà cái
nếu lên ngồi cái ghế mà không êm sẽ gây cho chúng ta rất khó chịu, nhưng mà cái ghế này vô là nó rất là êm cực kỳ êm luôn. Rồi bây giờ qua hàng ghế bên của sếp này. Đây là ghế dành cho sếp, là mình hay ngồi vị trí này. Thì tài xế sẽ chở mình đi, và mình thường thì bố trí của chiếc xe, thường một chiếc xe thì ghế hàng thứ hai bên phụ là dành cho sếp. Đó. Tức là bắt buộc thường như chiếc mệt của em đi thì bắt buộc bên ghế phụ này của em là nó có ba ghế, nhưng mà ghế này bắt buộc là phải cài dây an toàn, không là nó báo. Còn hai cái kia không cài cũng không sao. Còn cái này bắt buộc phải cài. Thì tương tự bên này là ghế thiết kế vị trí dành cho sếp, nên nó có những cái tính năng rất là ok, và cái đặc biệt là cái chỗ đệm chân. Đây, cái điều đặc biệt nhất của chiếc xe này đó chính là đi đường trường, đi đường xa rất là sướng. Đó, em bấm nút này nè, nút này nè, đó, mọi cái hai ghế nó di chuyển lên nè, đó, đúng là ghế dành cho sếp. Ở ghế trước, ghế phụ gập lại gập xuống nha. Rồi, gặp từ từ xuống rồi. Rồi, gặp ghế từ từ xuống nè ha. Rồi sau đó mình sẽ lên đi. Đó, nó tự làm hết. Ok. Rồi. Mọi người thấy các bác thấy thế nào? Thật là thú vị đúng không? Một đoạn đường trường dài, đi công tác, đi làm việc, tài xế, ghế tài xế ngồi cũng rất thoải mái, cho tài xế chạy một quãng đường bao xa cũng được. Và bên ghế dành cho sếp thì cực kỳ thoải mái thế này, thậm chí có thể nằm và làm việc, rất thoải mái, đệm chân và thẳng được chân luôn, hoàn toàn thẳng được chân. Em là cao 1m7 mà em ngồi, em nằm, em ngồi như em nằm vậy đó. Đó, vẫn còn dư, em ngồi lên như thế này vẫn còn dư, còn muốn nằm trệt xuống luôn vậy vẫn ok. Một chiếc mũ ngon trên những hành trình đi công tác xa, cho tài xế lái mình cứ ngồi thế này thôi và làm việc được luôn. Và đặc biệt là bên này nó có một cái màn hình giống như tấm lớp, một cái điều khiển vậy đó. Đây, đó. Này mình có thể là điều khiển được tất cả những cái tính năng trong xe bằng qua cái màn hình này, nó là cũng kết nối với Samsung, nó chất đặt của Samsung nè. Thì mình có thể dùng để điều khiển tất cả những option mà trong qua một cái màn hình như thế này thôi. Rất là tiện dụng. Đó, bỏ vô là tự nó cài nè. Muốn lấy ra thì mình nhấn nút này nè em. Đó, nó sẽ mở tự năng cái điện thoại lên cho mình lấy đó. Sau khi mình để vô á thì mình chỉ đặt xuống thôi thì tự động nó khóa lại. Rồi đây cái điều thú vị đây. Những cái option của bên ghế phép với ghế ngồi sau á, nó còn sướng y sức hơn cả cái ghế tài luôn. Bởi vì chiếc xe này thiết kế cho gọi là giống như gọi là luxury rồi, đẳng cấp rồi, dành cho doanh nhân rồi. Thường thì xe này đi thì nếu như mà doanh nhân nào thích khám phá, thích tự lái xe, thích trải nghiệm trên những cung đường, ngồi vào ghế tài lái cũng cực kỳ sướng. Còn nếu doanh nhân nào chỉ thích không thích lái mà chỉ thích ngồi trên xe để nghỉ ngơi, để hưởng thụ, để làm việc, thì chiếc xe này nó cũng đáp ứng đủ hai yếu tố đó. Như hiện tại em đang ngồi đây, rất thoải mái luôn, cực kỳ thoải mái, vô tư, có thể cầm điện thoại làm việc, có thể nhắn tin, có thể gọi nói chuyện một cách vô tư và thoải mái. Đặc biệt là cái điểm chân này nha, là mình có thể chỉnh qua option này nè. Đây, mình có thể nâng hạ cái điểm chân luôn nè. Đây. Đó, muốn cao thấp cỡ nào là mình chơi loáng được luôn. Đó. Còn đây là gì? Đây là cái gọi là gì, những người mà bị cột sống hay gì đó thì nó có điều chỉnh được cái cột sống mình, bằng cái trong đây nó có một cái độ nâng. Thì chuyên môn nói gì thì em không có quan tâm, em chỉ quan tâm là những trải nghiệm em nói những ngôn từ của em thôi nha. Em quý bác đừng có chê cười em.
đó, em muốn phòng lên lên một chút thì em cho nó phòng lên, muốn phòng xuống thì phòng. Nó có thể mình có thể nó bố trí theo cái xương đường cuộc sống mình luôn, nên ngồi đặc biệt là không bao giờ rất là khó bị đau, và nó mình có thể ngồi được một quãng hành trình rất là dài và cực kỳ thoải mái, không bị đau luôn đặc biệt, bởi vì nó xếp được theo mình, điều chỉnh xếp được theo cái hình cuộc sống của mình luôn. Mình dập lại ra. Ghế sau mình chỉnh được lên được luôn nè, muốn đứng ghế thì đứng nè, muốn nằm thì nằm. À, cái này hay, có vị trí nhớ ghế luôn nè, phải không biết, chắc là vị trí nhớ ghế luôn. Bên kia cũng vậy, bên kia vẫn có vị trí nhớ ghế luôn nè. Hai bên đều ok, tức là bên cái hàng sau thì hai bên nó như nhau, đều có những cái option, những cái chỉnh điện hết, hoàn toàn chỉnh điện hết. Nhưng mà bên kia thì có một cái là không có gập ghế xuống được, bởi vì cái đó là cái tài. Bên phụ thì mình vô tư, quý bác thông cảm, tại vì lần đầu tiên trải nghiệm, nãy giờ là mình tự mình mò hết. Mình giống như là một người chưa từng biết gì về xe này đi, thì chắc chắn rằng những bác chưa từng biết gì xe này coi sẽ dễ hiểu hơn. Tại vì mình vừa sử dụng, mình vừa tìm hiểu đó, thì nó rất là dễ cho những người xem. Còn đôi khi những người có thể là chuyên môn quá, review hoài rồi giới thiệu và dùng những cái thuật ngữ chuyên môn quá, thì đôi khi người xem người ta lại khó hiểu đó nha. Cái điều đó em thấy đúng á, tại nhiều cái như vậy. Em coi review rất nhiều cái những cái vấn đề khác, không phải là xe luôn, bất cứ vấn đề gì mà em thấy người ta review chuyên môn quá thì đôi khi mình chưa tiếp xúc lần nào, mình nghe mình rất khó hiểu. Nhưng mà những người ta vừa review vừa trải nghiệm cực kỳ dễ hiểu. Đây là cái remote, mình có thể là đề máy xe không cần ngồi trong xe, có thể dê xe ra bãi xe, chỗ đổ xe, có thể chạy xe tới, có thể dê lại. Ví dụ như mình đậu trong những ô xe mà nó rất là hẹp đi, muốn mở cánh cửa để mà đi vô để mở cánh cửa chung vô là ngồi dê ra đi, thì nó lại rất là cực. Thì tại sao chúng ta không dùng máy này, mình đề máy mình dê ra ngoài cho nó rộng rãi, mình lên mình ngồi. Và một điều nữa là ví dụ như mình để xe ở một không khí rất cực kỳ nắng đi, mình ra mình muốn đi liền, bây giờ mình đi vô xe bên trong rất là hầm, rất là nóng, nó mồ hôi một kia nó toát tiết, mà mất phải vài phút thì máy lạnh hệ thống nó mới mát, làm mát cho mình được. Thì tại sao chúng ta không đứng ở ngoài đề máy xe và làm lạnh cho nó rồi chúng ta vô, thì tuyệt vời cực kỳ. Điều đặc biệt của BMW CD7 là điều này ha. Rồi bây giờ em sẽ bóc siêu chiếc xe. Đây. Rồi, bóc siêu ra. Rồi, dính đẹp. Vui hơn ghế. Rồi. Ok. Vui luôn. Một cái điều mà em cũng thích ở chiếc BMW này đó là cái điều chỉnh núm dặn này. Thay vì vừa rồi em mới lấy chiếc Mercedes thì nó hiện đại quá về kiểu như công nghệ quá, nên là nó dùng cái bằng chuột mà nó rất là nhạy, mà đôi khi mình dùng dây sạc á, nó vướng vô nó nhảy luôn, nó nhảy lung tung lung tan ten đó. Và mình đó là bất lợi. Còn thật ra dùng rất là sướng, nhưng mà nó bất lợi là khi mình vướng víu gì dây điện gì vô dây sạc vô nó sẽ bị nhảy. Còn cái này thì nó không nhảy được, bởi vì nó không phải là cảm ứng như là cái kia là cho chạy nắm tay vào là nó ok. Còn này mình phải dặn sai nấm đó, xong mình chọn hoặc là mình nhấn tới nhấn lui nhấn qua nhấn lại và chọn đó, rất là ok. Mình dặn sai nấm này rất là hay, thú vị. Rồi, để máy nha. Vô lăng, đó, vô lăng tự đưa xuống luôn. Nó sẽ đưa vô lăng đúng vị trí mình thích, tiện nhất cho việc mình điều hành. Rồi, bật máy lạnh lên nha. Tất cả những option bên này nè, đều có nhớ ghế hết.
bên tài, bên phụ và hai cái sau đều ghi, có nhớ ghi hết. Và như vậy là chính thức review trải nghiệm nhận xe BMW Series 7 tạo thêm về cho kỳ lân Luxury đã kết thúc sơ bộ tại clip này. Để mà theo dõi nhiều cái điều thú vị hơn, những clip thú vị hơn, những cái điều đặc biệt hơn thì rất mong được tất cả quý bác ủng hộ em bằng cách subscribe kênh YouTube này, hoặc like theo dõi fanpage này, hoặc là kết bạn với em qua Facebook Nguyễn Lân Kỳ Lân Luxury. Và đừng quên truy cập vào website kylanluxury.com để xem tất cả những sản phẩm mới nhất, hoặc hotline 0901 247 247, hoặc Zalo 0901 247 247 nha. Còn bây giờ thì chúc tất cả các bác thật nhiều niềm vui, thật nhiều thú vị khi mà xem clip của Kỳ Lân Luxury và nhiều clip sắp tới nữa. Kính chúc tất cả các bác thật nhiều sức khỏe và luôn thành công, đạt được mọi điều mong muốn, mọi sự như ý, mọi điều tội nguyện. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.